Xin chào tất cả các bạn đang đến với series tư vấn của Hacon. Mình không nhớ là số thứ mấy nữa, nhưng mà đại loại là bây giờ chúng mình sẽ thắng như thế thôi. Và trong những cái comment trong những cái video tư vấn gần đây của chúng mình thì có một bạn tên là số tư vấn số 5, bạn tên là Chí Nguyễn Minh. Bạn ấy bảo là Nguyễn Minh Chí đó. Bạn bảo là tư vấn cho đi ạ. Đấy, nên là hôm nay chúng mình sẽ tư vấn chuột cho anh em luôn, để cho anh em có thể đưa ra được một lựa chọn chuẩn xác nhất, chính xác nhất để chơi game với tựa game của mình. Thì trước đấy mình nhớ đầu năm nay thì Hoàng đã làm một cái video về gọi là các top chuột rồi, nhưng mà đã trải qua nửa năm rồi. Đúng rồi, nửa năm. Thì nên là chắc chắn là sẽ có cái sự thay đổi. Đúng. So với cái danh sách đấy đang có những gọi là đối thủ cực kỳ là mới luôn, những hãng mà chúng ta cứ tưởng là làm gear không ngon nhưng mà lại rất là ngon. Thế và anh em có thể lựa chọn với cả ấy. Cái video mà đầu năm ấy của chúng mình nó sẽ là nó hơi nhanh một chút, tức là mình chỉ đưa ra cái recommendation, những cái lựa chọn tốt thôi, chứ mình không đưa ra những cái ví dụ như là nên chọn chuột như nào, chọn chuột thế nào, như nào phù hợp với anh em. Và hôm nay thì sẽ kỹ càng hơn một chút nhá, bởi vì đây là một video tư vấn cho anh em cơ mà. Đúng ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến những cái tiêu chí mà chúng ta sẽ lựa chọn khi mà mua một chiếc chuột. Và thường thì đa số là các bạn sẽ để ý đến chuột gaming nhiều chuột hơn. Chuột gaming, đúng rồi. Bởi vì thực sự là nó mới yêu cầu những cái như là độ delay thấp hay là DPI cao các thứ, chứ còn là chuột văn phòng thì gần như là những con chuột cơ bản đều có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Trackpad còn đáp ứng được nhu cầu văn phòng nữa mà. Đúng rồi, dùng cơ bản thôi. Đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái tiêu chí, ví dụ như là những cái chuột mà cái hình dáng đi mà chúng ta hay thường gặp nhất, một là công thái học. Công thái học. Đấy, đúng rồi. Những cái chuột mà chúng ta quan tâm này, hoặc là dành cho những cái cỡ tay, ví dụ như tay mình với tay Hoàng thì sẽ không thể cầm cùng một con chuột được, bởi vì mình sẽ phải cầm một chuột nhỏ hơn Hoàng chẳng hạn. Đấy, thì nhỏ hơn trung bình, Hoàng sẽ phải cầm từ trung bình đến lớn. Đấy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến, ví dụ là mình cầm chuột nhưng mà có ai cầm chuột tay trái. Có người chơi từ tay trái đấy, có người chơi tay trái, hoặc là những ai mà kiểu gọi là họ có những cái vấn đề về tay các kiểu. Họ thuận tay trái. Đấy thì họ sẽ phải chuột cho người tay trái và người cho người tay phải, đúng không? Đó, đấy. Đấy, đấy là những thứ mà anh em cần phải ưu tiên đầu tiên. Đừng suy tính tới ví dụ như là mắt đọc trước này, hay là kết nối trước, hay giá tiền trước, mà hãy suy tính rằng là cái dáng cầm đấy liệu có phù hợp với anh em không. Để và cho mình cái cảm giác sử dụng nó. Mình cầm nó hàng ngày mà. Đấy, và tất nhiên là cái đấy thì rất là khó để có thể truyền đạt thông qua một video. Để tốt nhất ý, thì anh em hãy qua nghe Hacon chúng mình, bởi vì Hacon chúng mình nhá sẽ cho phép anh em được chạm vào chiếc chuột, sờ vào chiếc chuột, đụng tận tay, đụng từng milimét luôn để biết rằng là nó có phù hợp với mình không. Đó, và đấy là cái lợi thế mua hàng Hacon anh em ạ. Nhưng mà tiếp theo, anh em lựa chọn được dáng cầm hợp lý rồi, anh em sẽ cần là gì? Đó chính là cân nặng anh em nhá. Đúng. Chị Phương thì chị Phương thích chuột mình nặng hay là chuột mình nhẹ? Đương nhiên là nhẹ rồi. Nhẹ nặng à? Cầm một lúc là rất là mỏi cổ tay luôn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Kể cả là cái tác vụ văn phòng thôi ấy. Nhưng mà em thấy nhá, rất là nhiều bây giờ trending của thế giới hiện tại ấy, là chuột nhẹ. Nhưng mà rất nhiều người vẫn thích cầm chuột nặng nặng một tí, khoảng tầm 100g, 120g ấy, để gọi là có cái cảm giác đầm tay, cứng tay. Đó, đấy. Tùy gu thôi, còn mình thích cầm nhẹ. Đấy, còn tiếp theo nữa nhá, sau khi mà anh em cần chọn được cái dáng cầm, chọn được cân nặng của mình rồi, thì anh em sẽ lúc đấy là chọn lựa một chút, đó chính là cái kết nối anh em nhá. Tức là sẽ có tổng cộng là 3 loại kết nối. Có dây này, không dây thì có hai loại. Wireless, wireless 2.4GHz và Bluetooth. Có những chuột có cả 3 cơ, nên là anh em có thể sử dụng thoải mái anh em nhé. Nhiều chuột, ví dụ như là chuột của Razer cũng có những loại có cả 3 luôn, cả Bluetooth, cả 2.4 và cả có dây luôn. Mỗi loại có kết nối với nhiều thiết bị một lúc được. Đấy. Mấy chuột này hay là chuột Logitech. Rồi, sau khi mà anh em lựa chọn những thứ đấy của mình đúng không? Thì đây mới là cái nhiều anh em nghĩ là chọn mắt đọc đầu tiên, lựa chọn mắt đọc đầu tiên. Nhưng mà ấy, đa số những chiếc mắt đọc bây giờ đều là những mắt đọc gọi là xịn sò rồi. Nên là đáp ứng được cái nhu cầu chơi game của anh em. Anh em có thể theo một cái đường link của mình để ở dưới comment ấy, để ở dưới phần mô tả ấy. Thì đấy là những cái một cái list mà có những cái mắt đọc xịn nhất bây giờ. Và nếu mà anh em lựa chọn cái mắt đọc đấy, đảm bảo nhá, dù anh em có là game thủ chuyên nghiệp đấy nữa, cũng khó lòng mà có thể khiến cho cái mắt đọc đấy nó bị xoáy đi ra khỏi tầm nhìn của anh em được. Đấy nhá. Và cuối cùng thì chị Phương, em nghĩ rằng nhiều người cũng xin chắc cái này. Ý đó là cuối cùng không? Có nghĩa là đây nhá, ngoài những cái cơ bản, những cái cốt lõi để tạo nên một chiếc chuột mà có trải nghiệm dùng tốt, thì ngoài ra thì nó còn về chăm chút thêm những cái gọi là phụ gia bên ngoài, ngoại hình các thứ vân vân, như kiểu những cái về RGB đúng không, xem con chuột đấy có RGB không này, rồi là những cái phần mềm đi kèm của nó, hay là những cái gọi là mình có thể thiết lập được macro. Đúng rồi, ấy. Tại vì ví dụ có những cái chuột của những hãng kiểu bên ngoài ấy, thì họ sẽ không thiết lập được cái gì cả. Những cái hãng to như mua nào dùng thế thôi. Đúng rồi, mua nào dùng không thế custom thôi. Được không gì custom cả. Không chỉnh sửa gì cả. Ví dụ như mà những hãng to như là của Razer này, Corsair này, Logitech này, thì những cái phần mềm của họ thì cực kỳ là mạnh mẽ luôn, driver của họ cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đấy là cái thứ mà anh em cần phải suy xét cuối cùng anh em nhá. Đừng bao giờ chọn hãng, đừng bao giờ chọn brand, mà hãy chọn đó chính là những cái yếu tố như là đầu tiên là dáng cầm này, cân nặng này, kết nối này, mắt đọc này, rồi mới đến brand cho mình nhá. Bởi vì nhá, một chiếc chuột
hai, nếu mà bạn chơi game đó, một chiếc chuột 200 đô, một chiếc chuột 100 đô, một chiếc chuột 40 đô thì nó cũng không khác gì nhiều đâu, mình hứa như thế. Và cái mức tiền mà anh em nên tiêu tối đa cho một chiếc chuột ấy, và nếu mà anh em là một người chơi bình thường ấy thì là 1 triệu thôi. Còn nếu mà các bạn đều thừa tiền và thích những cái phụ gia bên ngoài đúng thì rồi. Ok, cái đấy là thì lúc đấy các bắt đầu mới tăng tiền lên, đó là mức cơ bản nhá. Rồi đấy là cái cách để chúng ta lựa chọn những cái chiếc chuột làm sao để phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ đưa ra cho các bạn một vài những cái recommend để giúp cho các bạn chọn được những chuột trong cái tầm giá phù hợp với nhu cầu của mình nhá. Đầu tiên vẫn là cơ bản nhất là tầm giá phổ thông là dưới 1 triệu đúng không? Thì lúc này Hoàng thấy là có khác so với là cái video đầu tiên của em làm trong năm này không? Có khác một chút, vì là ở trong cái video đầu tiên của em thì em sẽ lựa chọn là hai chiếc chuột cũng của Idra và cũng của là Logitech. Nhưng mà bây giờ em chỉ giữ cái Logitech thôi và em đưa một option khác của Idra vào. Tại vì Idra họ trong tầm giá dưới 1 triệu ấy, khoảng tầm 500 mấy, họ sẽ có một chiếc chuột clone của chiếc G52. Và chiếc chuột đấy nó chính là chuột M52. Idra M52. Nhưng mà nhá, đấy là phiên bản Pro, tức là nó sử dụng bắt đọc cực kỳ xịn sò luôn. Top 1 thế giới bây giờ là 3389, đấy là của Pixar. Và cái chiếc chuột đấy, mỗi tội cái dáng của nó ấy, là cái dáng công thể học này, cho tay phải này. Cầm rất là, cũng khá là nặng, khoảng tầm 100g. Đấy là phù hợp với những anh yêu nào mà chơi MOBA hoặc là muốn một cái chiếc chuột mà nó đầm tay một chút. Thế, nhưng mà mỗi tội là nó nặng như thế thì lại không phù hợp với cả FPS. Thế thôi. Tại vì FPS nó cần thao tác đúng nhanh. Rất nhanh. Thì nếu mà nặng như thế thì nó hơi mệt. Đúng. Kiểu thế nó hơi mệt cho cái cổ tay của mình. Còn cái con của Logitech thì vẫn là con nó vốn là G102 nhưng bây giờ chúng ta đã có những phiên bản cực kỳ update rồi. Đó chính là phiên bản G203 của chiếc chuột đấy. Cái con này mình dùng hả? À không, con của em lại là một con khác cơ. Tức là cũng em cũng đã từng recommend rồi. Nó là chiếc G304. Đây là một chiếc chuột cũng có cái dáng của G102 đấy. Vẫn là dáng đối xứng nhưng chỉ dành cho người tay phải này. Thì nó là không dây và nó sử dụng công nghệ mới nhất của hiện tại của Logitech. Nói chung là công nghệ không dây của Logitech thì luôn được tin tưởng bởi thế giới rồi. Và sử dụng mắt đọc Hero khá là xịn sò của Logitech anh em nhá. Đó, đấy sẽ là ba cái option của mình. Nhưng mà năm nay có một thành viên mới trong gọi là list chuột dưới 1 triệu. Chiếc chuột đây là chiếc chuột Asus TUF M4e. Thì chiếc chuột này nhá, sử dụng mắt đọc chỉ là 3335 thôi. Nhưng mà đây là một mắt đọc cực kỳ là tốt, vẫn rất là tốt anh em nhá. Và cái dáng cầm thì nó cũng là kích cỡ tầm trung này. Và dáng là đối xứng này, nhưng mà dành cho tay phải anh em nhá. Sẽ có lỗ lỗ một chút để giảm cân nặng. Bởi vì chiếc chuột này cực kỳ là nặng luôn. Chỉ có khoảng tầm 50g trong một chiếc chuột tôn. Một chiếc chuột FPS cực kỳ là tuyệt vời trong nặng à, thế nó phải là cực kỳ nhẹ chứ. Cân nặng cực kỳ là nhẹ đúng không? 50g nhẹ lắm ấy. 50g, tại vì trước đấy sẽ có một chiếc chuột khác của Logitech, đó chính là MM772. Em nhớ được như thế. Thì nó là một cái chiếc chuột cũng theo kiểu form của cũng là chiếc chuột kiểu siêu nhẹ ấy. Nhưng mà hàng cực kỳ là hiếm luôn. Và chiếc chuột Asus TUF này thì là rất là dễ để mua được. Rất là dễ để mua. Đó. Ok. Đấy là trong những tầm tiền 1 triệu chúng mình sẽ chọn như đấy. Nhưng mà tầm tiền từ 1 đến 2 triệu thì sao? Những anh em nào muốn phát triển hơn thì sao? Chị Phương cùng giải thích nhỉ, cùng biểu hiện nào. Và cho tầm giá từ 1 đến 2 triệu thì đầu tiên mình sẽ đưa ra cho bạn một cái sự gợi ý đến từ hãng mà cũng khá là nhiều fanboy đó, Razer. Cũng một hãng nổi tiếng rất là nhiều về sản xuất gear đúng không? Là con Pacific X Hyper Speed. Con này thì sử dụng mắt đọc của Razer 5G, một trong những mắt đọc rất là tốt hiện nay của Razer rồi. Và con này thì cái dáng của nó tương đối giống cái con G502 ấy. Đúng rồi. Thì cái kiểu nó cũng là công thái học dành cho người thuận tay phải. Nó cũng to lên, gồ gồ lên. Và nó cũng tương đối là nặng ấy. Nó cũng là 110g thì 110g rồi. Thế thì nó cũng như Hoàng nói rồi, nó sẽ không phù hợp với những cái tựa game FPS mà cần thao tác chuột quá là nhanh, kiểu thế luôn. Nhìn Hoàng chơi Apex hoặc là chơi kiểu CSGO, cái tay của nó kiểu xong rồi ngồi chiêu gần màn hình không đúng rồi đấy. Thì những con chuột như thế thực sự là rất là luyện cơ tay cho mọi người. Em chơi ăn cá lớn ăn cá bé còn nhanh. Nói chung là nếu mà mọi người kiểu cần một cái nhu cầu sử dụng bình thường thì nên mua con chuột nhẹ hơn những tựa game đấy. Còn nếu không mọi người muốn luyện cơ tay thì ok, 110g là hợp lý đấy. Còn nếu mà anh em mà muốn mua một cái chiếc chuột nó gọi là nó một cái phiên bản thấp tiền một chút ý, có 1,2 triệu thôi và cái dáng cũng là đối xứng ý, thì mình có thể tư vấn nó chính là một chiếc chuột mà chúng mình từng gửi rồi đấy. Đó chính là chiếc chuột TUF M4 wireless anh em ạ. Đấy cũng là cái dáng cầm của chiếc TUF M4e, nhưng mà nó lại tức là cái dáng đấy nó hơi giống cả chiếc G Pro đến từ G Pro wireless đến từ Logitech ấy, nhưng mà nó bớt trứng một chút, nó hơi xẹp xuống một chút anh em ạ. Thế nhưng mà nhá, với một chiếc chuột như thế có mắt đọc là 3331 và sẽ có một cân nặng, đó chính là một cái mức cân nặng khá là hợp lý với cả một chiếc chuột không dây luôn, chỉ rơi khoảng tầm 80g thôi. Mà mức giá có 1,2 triệu chứng tỏ đây là một gọi là
ở bên nước ngoài ấy, người ta gọi đây là một con gọi là một viên kim cương thô, tức là chưa được khai thác, và nó là một cái kiểu gì, tại vì Asus ấy thường thường là không có một cái brand name tốt về việc làm gear, nhưng mà chiếc chuột này thì rất rất là tốt luôn. Con chuột này đã được giveaway, thế chúc rất là chúc mừng mà anh Khoa Ly đã giành được một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Em này thì có một cái điểm yếu thôi, đó chính là sử dụng pin rời, tức là giống chiếc G34 và nó không phải pin sạc được, và nó chỉ có em nhớ là có. Nhưng mà cái điểm yếu đấy nó cũng không quá là đáng quan tâm lắm ấy. Nếu mà anh em mua nhá, anh em mua ngay cho mình một pin alkaline hoặc là pin lithium, pin mà sạc được ấy, cắm máy thôi, hoặc là nó còn tặng kèm với cả một cái cục chuyển đổi cơ, cục chuyển đổi từ pin AA sang pin 3A sang pin 2A. Đấy, để cho còn nhẹ hơn một chút nữa. Giảm xuống dưới mức 80g chỉ còn có 75g. Và chị thấy thì con này kích thước nó sẽ phù hợp với tay trung với cả tay to hơn một xíu, tay nhỏ cầm nó sẽ hơi bị vừa nhỉ. Tại vì nó khá là to bản đấy. Đấy là một sự lựa chọn khá là tốt đến từ một thương hiệu cũng lớn. Tuy nhiên cũng lớn trong kia thôi, nhưng mà lớn trong tất cả mọi thứ còn lại. Ok. Nãy giờ thì chúng mình cũng có chia sẻ những cái chuột đa số là dành cho tay phải đúng không? Bây giờ những bạn thuận tay phải, tay trái thì sao? Thì mình sẽ giới thiệu một con mà kiểu đối xứng hai bên, kiểu tay nào cũng dùng được nhá. Con này thì được mệnh danh là một trong những con chuột có độ delay gọi là thấp nhất trên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì nó có frame rate là 8000 anh em nhá, 8000 hertz, tức là bình thường các chiếc chuột của chúng ta chỉ là 1000 thôi. Chiếc chuột Viper 8K này nó là 8000 hertz anh em nhá. Razer Viper 8K á. Đấy. Thì con này nó sẽ sử dụng mắt đọc là Focus Plus, Focus cộng đấy. Đấy. Thì đấy, được mệnh danh là một trong những con chuột gọi là delay thấp nhất trên thế giới, và cực kỳ uy tín về phần mắt đọc để cho mọi người có thể tham khảo, nhất là những cái tựa game mà cần cái sự nhanh trong cái thao tác chuột đúng không? CS:GO này, Valorant này, game FPS các thứ đấy. Con này thì dáng nó sẽ hơi giống G Pro nhá, nhưng mà nó sẽ hơi thon, nó sẽ thấp hơn một chút xuống thì nhỏ gọn và thon hơn kiểu thế. Nó sẽ hợp với cả nữ cả nam đều có thể cầm được. Nhưng mà nhiều nam tay to sẽ thấy hơi khó chịu một chút, tại vì cảm giác nó cầm nó không hết được cái chỗ, đầy cái chỗ đầy tay này đúng không? Đấy. Và thì tầm cỡ tay trung bình đổ xuống tay trung bình đến nhỏ là sẽ hợp lý với em này này. Và con này chỉ có 72g thôi. Đúng rồi, em là 72g. Và cái đặc biệt của nó ấy, nó là đối xứng thực sự nhá, tức là nó là chuột đối xứng này, nhưng mà nó sẽ còn có nút hông bên phải và nút hông bên trái nữa để cho những người nào cầm bên trái vẫn dùng được. Đó. Đấy là list những chuột mà mình cảm thấy rằng là rất là tốt trong hiện tại. Tất nhiên rồi, ở trong tầm 2 triệu này sẽ còn có những ví dụ như là những chiếc option đến từ Zowie nữa, nhưng mà mình cảm thấy rằng là Zowie bây giờ họ đang hơi gọi là không phát triển quá, và họ đang kiểu hơi bị thụt lùi một chút đấy, dậm chân tại chỗ, và để cho các hãng khác đi quá là cao, mặc dù nó vẫn có tiếng tăm trong thế giới bây giờ, nhưng mà bây giờ nhá, những pro ấy họ đã bắt đầu rời khỏi Zowie rồi, và họ đang đến những cái hãng tuyệt vời hơn như những gì mà chúng mình đang recommend. Nhưng mà bây giờ 2 triệu tới trở lên thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ có một vài option như sau nhá. Đầu tiên đó chính là Logitech, cái chuột chuột này quá là quen thuộc và quá là quen thuộc với cả người nhà nhà rồi. Đó chính là chiếc Logitech G Pro X Superlight. Đây là một trong những chiếc chuột đầu tiên mà gọi là mainstream nữa, không phải là underground nữa, là mainstream, là có một cái cân nặng rất là nhẹ, chỉ rơi vào khoảng tầm 63g thôi. Đồng thời nhá, nhưng mà nó đã bị cắt giảm so với cả chiếc G Pro Wireless bình thường rồi, tức là nó sẽ không còn nút hai nút hông bên phải nữa, hai nút hông cả hai bên nữa, tức là nó sẽ không còn là đối xứng thực sự cho cả hai bên, mà nó chỉ là đối xứng cho tay phải thôi. Nhưng mà dáng nó vẫn giữ như thế nhá, form vẫn giữ như thế nhá, không hề có lỗ nhá, và có rất nhiều phiên bản màu luôn, đen, trắng và cả hồng nữa. Ok chưa? Chị con này thì chị từng chụp với con này thôi đấy, với cả cái patch chuột hồng đó chị nhớ không? Ok, cái bộ cái bộ màu hồng ấy đấy. Rồi ok nhớ rồi. Con này thì sử dụng sẽ là mắt đọc của Hero nhá. Hero 25K. Một chiếc mắt đọc cũng, nói chung là những chiếc mắt đọc mà bọn chúng mình recommend trong những cái con chuột này thì đều là những chiếc mắt đọc tốt hiện nay. Nó sẽ có rất là nhiều hãng đúng không? Sản xuất cái điều đấy. Nhưng mà có cái hãng này sẽ có những con này tốt, hãng này kia sẽ có con này tốt. Thì cái con Hero 25K này cũng sẽ rất là tốt để phù hợp cho các bạn. Nổi tiếng luôn. Đấy. Thì những ai mà thuận tay phải đi thì có thể sử dụng con này được. Hoàng recommend rất là nhiệt tình những ai trên 2 triệu nha. Mức giá gọi là cao cấp một tí, đầu tư rất là nhiều cho cái góc gaming của mình. Tôi có thể xử lý con này. Trên 2 triệu, thực ra thì trên 2 triệu trong tầm từ 2 đến 3 triệu không có nào đáng mua cả. Tại vì những con 1 triệu, 2 triệu và dưới 1 triệu ấy nó át hết rồi. Có nghĩa là hiệu đăng trên mức giá của nó quá tốt rồi, con kia nó bị phí tiền đúng không? Đúng rồi, cái con này khoảng tầm 2 triệu 8 tới 3 triệu tùy cái. Còn có một chiếc chuột nữa cao hơn cơ, nhưng mà nó có khá là nhiều những cái gọi là đồ chơi ấy, nó khoảng tầm 3 triệu 8. Bởi vì nhưng nó mà, được trang bị thêm. Đúng rồi, nhưng mà chiếc chuột này thì mình lại không khuyên anh em mua lắm nhá. Tại vì nếu mà so sánh với cả chiếc G Pro X Superlight thì chiếc chuột này nó hơi bị gọi là không đáng, tức là bị xoắn môi rồi ấy, kiểu nó bị xoắn môi ấy. Trước đấy nếu mà so sánh với G Pro thường, G Pro Wireless thường với cả chiếc chuột Viper Ultimate này thì
Ok, chiếc chuột Viper Ultimate này có những điểm tốt hơn, tại vì nó nhẹ hơn, nó có đồ chơi cơ. Tại vì nhá, chiếc chuột Viper Ultimate này nó là một chiếc chuột không dây, cũng là không dây này, cũng là đối xứng thực sự nhá. Nhưng mà nó sẽ sử dụng mắt đọc focus cộng này, đó, và sẽ còn có đó chính là một cái dáng cũng khá là giống với cả của Logitech, nhưng mà nó thấp thấp lùng hơn một tí, tức là nó cũng là chiếc Viper ấy, nhưng mà nó là không dây, đó. Và quan trọng ấy, nó lúc mà nó ra mắt ấy, nó là chiếc chuột nhẹ nhất mà mainstream, tức là nó cũng chỉ 75g thôi, nhưng mà mỗi tội là Logitech vạ phát đấy, ta làm cho con chuột 63g. Đấy, nó còn có cả đốc sạc cho anh em ạ. Đấy, chiếc chuột đấy nó là kiểu chị để phát lên đấy là hai cái đầu luôn. Nó sạc luôn đấy, chạm vào nhau, chạm vào nhau là sạc luôn đấy. Và cái đấy nó cũng với tư cách của nó là để chỗ cắm receiver luôn, khá là tiện. Đấy, hoặc còn... là một cái giá để mình để con chuột lên cũng được. Đúng rồi. Nó sẽ đương nhiên là cái giá nó sẽ không cộng vào gồm vào cân nặng của con chuột. Con chuột chỉ có 75g thôi. 75g thôi. Đấy. Mình... có nghĩa nó chỉ thêm mỗi cái đồ chơi là cái giá rồi à? Đúng rồi, nó thêm đồ chơi là cái giá. Và nó có rất là nhiều phiên bản màu nữa. Màu đen, màu trắng và màu hồng. Thế coi như là nếu như các bạn thích góc của mình thêm một cái gì nó bừa hơn tí, kiểu nó chống trải quá thì có thể mua con này. Ok. Đúng rồi. Chị Phương nói cũng đúng ấy. Bình thường để mỗi chuột đây bây giờ phải thêm cái giá nữa, giúp dùng thì đặt đây, một cái giá này không dùng thì đặt lên đây. Trông nó kiểu đẹp hơn, xịn hơn. Đúng rồi. Nó về mặt màu mè hình thức một tí. Đó, trên đây thì chúng mình đã recommend cho các bạn là tầm 9 con chuột. Đúng không? Từ tầm giá dưới 1 triệu cho đến tận trên 2 triệu luôn. Đấy, phù hợp rất là tốt. Và đương nhiên dùng được với gaming thì văn phòng không là một cái gì cả. Đúng rồi. Thề luôn. Mình biết là trên thế giới này vẫn còn rất là nhiều các hãng khác, ví dụ như là Final Mouse này, Zhou Koenig này, hay là những chiếc của Glorious Model D, Model O này. Nhưng mà tại Việt Nam ấy thì những chiếc đấy nó không nổi tiếng cho lắm và cũng không có những nhà phân phối. Thế nên là cái việc mà sở hữu một chiếc chuột như thế rất là khó. Và việc mặc dù như thế nhá, mua đây nhá, cái Glorious ấy thì rất là dễ mua, nhưng mà ấy, hai chiếc chuột còn lại của em mà em nói ấy, hai chiếc chuột đấy nhá là hai chiếc chuột 300 đô, 400 đô cơ, 500 đô luôn. Tức là nói chung là mình phải phụ thuộc vào cái thị trường của mình nữa, thị phần ở đây và cái hãng nào đang được ưa chuộng nhiều, như là các bạn dễ dàng có được này, dễ dàng bảo hành, dễ dàng sửa chữa, nó vẫn là tốt hơn, đúng không? Mình sẽ dựa trên những cái tiêu chí đấy để recommend cho mọi người. Còn đương nhiên đồ công nghệ thì ở thế giới nó vô vàn, mình không phải là một nước đang dẫn đầu về công nghệ, đúng không? Chắc chắn là như thế. Chúng ta không được phân phối nhiều lắm, với cả cái tầm tiền chi tiêu chúng ta cũng chỉ khoảng tầm 1 triệu thôi, dưới 1 triệu thôi. À, như thế là đã có thể chơi được rồi ấy. Có nghĩa là kể cả game thủ chuyên nghiệp cũng có thể sử dụng những con chuột đấy để chơi game được rồi. Thì nó vẫn là tốt, thì các bạn có thể sử dụng và tham khảo những cái sản phẩm này nha. Tất cả những cái sản phẩm mà chúng mình đã nhắc tên ở đây thì bọn mình sẽ để link ở phần mô tả của video để mọi người tiện có thể là sở hữu ngay, đúng không? Không biết đâu đang có ưu đãi hay gì đấy. Và gần đây thì chúng mình cũng có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi về giveaway cho mọi người khoảng cỡ 2 tuần một lần. Thế nên là mọi người nhớ đăng ký và bật nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video về giveaway sớm nhất, comment sớm nhất để có thể có cơ hội nhận được những cái sản phẩm đó nha. Rồi, và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp anh em tại một chương trình tiếp theo nha. Ok, bye bye.